Mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cô nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt đó là nội bộ của bên cô cháu gái đây đang lục đục nha cô chú anh chị. Giống như là những cái chiến thần đã lên để mà vu khống nhục mạ Hồng Loan bất chấp coi các kiểu con đà điểu như là Kim Cương nè, như là Phương Anh nè, đã cãi vã mâu thuẫn liên quan vụ tiền bạc. Bây giờ em nói rồi, cái gì á mình làm từ tâm á thì nó không bao giờ nó có mấy chuyện này đâu. Còn mấy chuyện mà tiền bạc này kia á, làm vì mục tiêu mục đích gì đó không trong sạch đó thì khó lắm cô chú anh chị ơi. Cũng giống như cái việc mà đi xuống coi thầy á, nhờ thầy làm để con có được cái hai cái miếng đất với cái nhà thôi, con cho 5 cái vàng, nhưng mà thầy lắc đầu, không được con ơi, sống ở đời cái đạo đức là đi đầu, thầy mà giúp con thì thầy toan đó, nên thôi con ra khỏi nhà thầy, không thôi thì chổi chà lên đầu. Đó cô chú anh chị đó, hôm qua thì đi coi thầy bị thầy đuổi ra khỏi nhà rồi, dù cho 5 cái vàng luôn nha cô chú anh chị ha, 5 cái vàng hay tính giờ ít thôi, cho 60 triệu thôi thì cái tính cũng mấy trăm triệu rồi. Mà ngộ ghê ha, than không có tiền, không bạc, nào là phải đi bán bún bò kiếm mưu sinh ngày 200-300 ngàn để lo cho mẹ già con nhỏ đó, mà bây giờ mở miệng ra là có 5 cây vàng để mà cho thầy luôn, ghê thiệt chứ. Em không biết tiền đâu mà tự nhiên lại có tiền nhiều như vậy ha cô chú anh chị ha. Một mặt thì lên trên mạng khóc lóc để mà than thở không có tiền, một mặt á thì là tiền thì một đống đếm 15 phút chưa hết cô chú anh chị, đếm mỏi tay luôn. Vàng á thì cắt chỗ này chỗ kia, tiền á thì cắt chỗ này chỗ kia, cục này cục kia đó. Quá cái luôn, con thương cậu, con nhớ cậu quá, mà nguyên cái tháng 7 giờ con không làm cho cậu cái gì hết, con chỉ đem cậu vô quán bar để mà bán vé, xong rồi con đem cậu về cái tiệm bún bò để con bán bún bò kiếm lời, rồi con bây giờ con đem cậu vô bệnh viện để con kêu gọi cái tiền quyên góp để phát bún bò để PA tên tuổi cho con, để dùng khổ nhục kế, để giống như là kiểu mà trời ơi, bây giờ bị Hồng Loan hại rồi, nguyên gia đình giờ là thất nghiệp hoàn toàn rồi, không có mưu sinh, bây giờ phải ra bán bún bò, mẹ con á thì phải rửa chén lau bàn, rồi chồng con á thì phải ra giữ xe, con á phải thức dậy từ 5 giờ sáng như vậy, 10 giờ con ngủ rồi, 5 giờ sáng con thức dậy rồi, nói chung con cực khổ lắm, ngày con ngủ có 8 tiếng à, nói chung cực khổ lắm. Tội nghiệp nghe thương quá, để sao để lấy lòng bên kia lấy lòng mọi người, nhưng mà sự thật có như vậy hay không thì chúng ta sẽ chờ thấy ha. Quý vị thấy chưa, thì mới nhất thì Facebook đó, ngày hôm nay quý vị có thấy rằng á là Hồng Loan có tổ chức cái buổi cúng, buổi tiệc, nói chung là cúng cho mẹ của Thành Mỹ của chú anh chị. Thì quý vị biết rồi, thì từ ngày mẹ Thành Mỹ mất á, thì cô cháu gái nói là trời ơi sao dì bỏ con đi, con nhớ dì quá, con đăng status đăng trên mạng á, trời ơi thảm thương lắm, mà hôm nay con sao con không nhớ ngày giỗ của mợ với con, mợ Tư đối xử với con tốt, rửa chén lau nhà giặt đồ, mà bây giờ mợ Tư đi rồi, con đăng con nhớ, con tha thiết con thương lắm mà hôm nay con không nhớ. Chắc Mỹ nó binh lon nên bây giờ là con đã gạch sổ Mỹ ra khỏi gia phả rồi, hôm nay con gạch gì luôn, gạch mợ luôn, không có chung nữa, nên không cần mà phải cúng kiến gì giả bộ gì nữa, đúng không? Quý vị thấy chưa, ở đời mà người ta nói rằng á có tật mới giật được đạo, đúng không? Thương á người ta sẽ làm đủ mỗi cái, giống như Hồng Loan phải không, lo cho bùm bùm đi đạt sinh nở đó, từng cái áo từng cái quần, rồi vô bệnh viện chăm bùm bùm đó, rồi thương cô Mỹ là đi ra bệnh viện để nhờ cả bác sĩ ở đó để mà làm cho cái da mặt của Mỹ đẹp lên đó, ta làm tất cả mọi thứ để tốt cho những người xung quanh, đó là lý do mà tại sao Thành Mỹ rồi bùm bùm dù bị những cái người này xa lánh, dù bị cho những người này vu khống, dù bị cho ba mình từ, nhưng mà họ vẫn ủng hộ Hồng Loan. Ủng hộ thứ nhất là sự thật, ủng hộ thứ hai là nhờ cái sự nhờ vả của cố nghệ sĩ lúc còn sinh thời, cái thứ ba ở đây là cái tình người của chú anh chị, đối xử với nhau thật lòng thì cái gì đến với nhau thật lòng. Quý vị thấy từ lúc xảy ra drama giờ có ai mà bên Hồng Loan mà người ta quay xe quay lưng mà người ta lại lên phốt nhau không? Không có. Còn chứ bên kia thì cái gì có lợi ích, khi mà còn lợi ích thì còn chung sống với nhau hòa bình, còn không còn lợi ích thì họ sẽ tách ra nhau ra thôi.
Giống như câu chuyện quý vị thấy đó, bây giờ tại sao mà cái cô soạn giả đó không đi ủng hộ bánh xèo của chú bảy thêm bảy nữa mà qua ủng hộ bún bò, đúng không? Dạng như là kể kích kích một hai cái cho thấy ham vậy thôi, nhưng mà cuộc sống mưu sinh thì phải tự mình thôi cô chú anh chị, đúng không? Thì em xin đọc lại cái bài chia sẻ của cô cháu gái lúc mà năm 2012, lúc mà mẹ Thành Mỹ vừa mất nha cô chú anh chị, coi chú gái nói cái gì. Vậy là đã 100 ngày mở bỏ nhà đi rồi, con và mẹ cứ bần thần và mãi không tin được rằng mợ đã không còn nữa, cứ tự dối mình rằng mợ đi về quê rồi. Nhưng lần này thì mợ không lên nữa, chắc có lẽ do sự ra đi của mợ không được sự chứng kiến của gia đình, không được nhìn một lần cuối, hoặc ít nhất là chắc chắn rằng mợ đã không còn nữa, nên không thể dám tưởng tượng được. Con cứ buồn, cứ nhớ mợ, nhớ cái dáng lưng hơi còng, bàn tay hơi cứng ngắc, nhớ cái tánh cái gì cũng dành làm, cái gì cũng lủi thủi làm một mình, nhớ cái cảnh con đi làm về khuya, gõ cửa kêu mợ ơi mở cửa cho con, rồi mở sách vali hay giỏ sách sách vô cho con. Trời ơi trời, quý vị thấy không? À, tới giỏ sách vali cũng đưa cho mợ mình làm nữa, rồi mở sách vali hay giỏ sách vô cho con, sao mà nó cứ nao nao hoài không hết. Con Ruby cứ nhắc mợ hoài, câu chuyện gì cũng kể bà Tư, mỗi lần như vậy con lại nhói, con biết mợ về nhà rồi, con nằm mơ thấy mợ hoài. Thời gian thật là đáng sợ, mợ đi xa gia đình thật rồi. Trời ơi, nghe thảm thương của chú anh chị nghe thương đau dễ sợ luôn á. Mà con người ta ở nhà chung á cũng được, ở nhà chung mà đòi đuổi về quê hết 4 5 lần à. Thương mợ thì thương luôn con mợ nữa, sao mà thương mợ kỳ quá à. Thương mợ lại không thương con mợ mà hơn chút cái đòi đuổi Thành Mỹ về quê à. Đó, ngộ ghê cô chú anh chị, bởi vì thương quá thương. Đó là cái mà chúng ta đang nói vậy không? Thương quá mà vàng dòng của mợ sao tới bây giờ chưa trả nữa cô chú anh chị, đúng không? Thật sự có tâm của chú anh chị, mình thương ai thật lòng á là mình lại nhớ ngày đó, và tới ngày đó thì người ta sẽ làm đám giỗ, tới đám giỗ ba mẹ mình còn không nhớ nữa mà. Quý vị không thấy Hồng Loan cúng cái lật đật cái chạy đi cúng theo, rồi hôm nay đó mình nói mình thương nhớ mợ quá, rồi mình làm gì được cho mợ rồi. Em nói thật sự người đã khuất là người ta không có tội gì hết trơn á. Giả sử như Mỹ nó có, giả sử mình không thích Mỹ đúng không, thì bây giờ mình thương là thương mợ mà chứ phải thương Mỹ đâu. Thì giờ mình làm bữa cúng mà cũng đâu có nhớ đâu cô chú anh chị, tại vì cái đó là cái nhớ online, không tình tình thương online giống như cố nghệ sĩ Vũ Linh vậy đó. Vậy thấy không, từ bữa cố nghệ sĩ mất tới giờ thì tự cô cháu gái này làm được gì cho cố nghệ sĩ? Một bữa cúng chay cũng có, mà một bữa cúng đàng hoàng cũng có, xuống mộ đi lao cho mộ cho cố nghệ sĩ một ngày cũng có nữa. Cái đó là tình thương thì lúc nào cũng là cậu cậu con hết mà, thương kỳ quá. Thì có bạn này bạn chia sẻ liên quan tới cái bài của cô chú gái như thế này: ngày mợ đi con khóc thương mợ đứt ruột luôn, vì từ nay không ai giặt đồ nấu cơm ba chấm cho con hết. Con thương mợ dữ lắm nên con chưa ta mãn tang mợ là con khuyên con mợ về quê để tương lai con rộng mở hơn. À, 2 năm qua con đau lòng đến nỗi sinh ra bệnh mất trí nhớ nên lỡ quên ngày cúng của mợ. À, đừng ai nhắc cho con, để con vài bữa nữa con ứng lên con cúng tưởng nhớ mợ như bữa con làm tạ mộ cậu thì con của mợ trở tay không kịp. À, có ai biết tại sao hai người chị lớn con bác Tư lại không thương không thường không quan tâm gì em mình không vậy? Tuy không cúng mẹ nhưng cùng cha, cha cũng là người đàng hoàng chứ đâu phải có vợ bỏ con. Bằng chứng qua lời cậu Năm và mọi người kể thì lúc trước người cậu ba của mợ của mờ này nè cũng hay comment nói thương gì cũng tôn trọng mẹ mờ mẹ Mỹ á cô chú anh chị đó, chứ đâu phải hận thù gì. Cha mất sớm lúc em Út còn nhỏ, sao mà nhẫn tâm quá, ít ra cũng vì cha hỏi thăm em mình một tiếng cùng đau mất mát gì, cũng đâu mất mát gì. Đặc biệt người chị hai làm như thấy có vẻ sinh hận không luôn tỏ gì, đặc biệt người chị hai làm như có vẻ thấy có vẻ sinh hận luôn, Hoàng chia sẻ mấy cái bài chửi phía Hồng Loan. À, thì vị thấy rồi, nói chung cái gì nó không có xuất phát từ tấm lòng đâu có được đâu, đúng không? À, thì cái đó là cái bài của cô cháu gái như cô chú anh chị ha. À, và chúng ta thấy được đó, Hồng Loan đã làm được gì mà tại sao ngày hôm nay người ta lại ủng hộ.
Thì hôm nay vì hôm tới ngày giỗ mà hai vị luật sư cũng đến để mà thắp hương cho mẹ của Mỹ đó, và cũng nghe nói là đã thông báo về cái phiên tòa sắp tới, thì nghe nói là chắc chắn là trong có thể tuần sau trong tuần sau là sẽ có một phiên tòa để giải quyết dứt điểm cái vụ này. Thì cô chú gái chỉ còn đắc diễn khoảng chừng tuần lễ nữa thôi cô chú anh chị, và những cái lá đơn này thì quý vị thấy rồi, có hoàn toàn đâu có căn cứ đâu đúng không, lá đơn, những cái lá đơn cô cháu gái có thể gửi 17 18 lá đơn rồi 9 10 lá đơn kiện Hồng Loan nữa, mà bây giờ được cái gì? Không được cái gì chứ cô chú anh chị đúng không, được lại cái tiếng là thánh kiện đúng không, than không có tiền phải lập vi bằng không, thà cái tiền đó mình làm cái gì tốt cho cậu á mình không làm đó, mình lại bỏ ra từ 3 đến 5 triệu đi lập vi bằng xong rồi đi kiện người này kia không được nha, không đó, giờ bán bún bò ngày thôi mà kệ, đi bán bún bò ngày 500 600 tô mà bao nhiêu tiền nó nhầm nhò gì vậy không, tiền cả tỷ ở nhà, hơn cả tỷ ở nhà mà không thèm về nhà lấy đâu mà đúng không, phải chờ người ta mời, người ta kêu, người ta gọi, người ta hò, người ta hét, thậm chí người ta kiện luôn mới chịu về nhà lấy tiền mà không, tiền nhét đủ mọi góc ngách trong trong nhà hết trơn mà chú chị, quý vị nghĩ đi nè, khơi khơi tiền đâu mà có, mà tiền ở đâu mà tiền mặt nhiều như vậy, chỉ có tiền đám tang người ta đi tiền hút điếu thì mới có tiền mặt nhiều như vậy thôi, chứ ai mà khơi khơi và tiền mặt để ở nhà nhiều như vậy mà để ở chỗ này sắp chỗ kia sắp chỗ nọ sắp chỗ kia chi sắp giấu của chú chị, em nghĩ là trong lúc mà đám tang á nó đem bọc bao tiền để lên phòng của cháu gái này nè, rồi giấu chỗ chút 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 đó. Bây giờ đó, lấy ra bị lộ rồi, giờ đâu còn gì đâu diễn nữa, phải lấy ra thôi đúng không, mà mấy tháng trời không cần tiền đó mà cũng cũng có tiền ăn xài mua đồ ha, chứng tỏ rằng sau đám tang là có tiền ghê ha cô chú anh chị ha. À, bởi vậy đâu cái dám sao kê, chị Ni thống kê đó bây giờ là hơn 10 tỷ rồi, 10 tỷ này là những cái người mà người ta theo dõi câu chuyện này nha cô chú anh chị, người ta đi rồi người ta báo qua cái số tài khoản cho chị Ni để mà tổng kết lại, nó vô cái trang web đó để tổng kết lại số tiền đó. Nhưng mà thực tế mà còn những cái người mà đang yêu mến mẹ con cô Sáu này nè, cô cháu gái này nè, và những cái người mà ta không quan tâm tới câu chuyện này á thì nó còn số rất là nhiều nữa, vì đi cái này em nghĩ thống kê chứ được 5 6 phần à, mà đã hơn 10 tỷ rồi thằng chi đó, biết không, không ai nói năng cũng không ai chịu sao kê dù bắt như thế nào đó. Mình đi sao kê bún bò được mà giờ đám tang của cậu mình không sao kê được ha cô chú anh chị, bởi vì mở miệng ra là nó ôi tôi đâu có đâu, không có sao không sao kê đúng không, và quý vị thấy không, hợp đồng BH làm sao có hay không, tại sao cũng không dám mà đưa cho Hồng Hồng Loan cầm thấy đúng không, em nói thật sự như mà người đàng hoàng đúng không, nói tôi ăn chặn lên hợp đồng BH hay là hợp đồng gì nè, nó tôi đưa tung lên mạng nè, đó tôi che lại những cái thông tin cần thiết rồi đó, hợp đồng nè tôi có là ngàn nào không, 8 9 triệu rõ ràng tôi đã bàn giao rồi nè, nó muốn đi đòi rồi cô kia đi đúng không, tại sao không dám, tại vì mình có cái gì trong đó nên mình đâu có dám tung lên phải không mờ mờ ám ám, rồi hợp đồng với bên bảo vệ bên mà Phan Phan Việt đó. Quý vị thấy không, cũng đâu dám tung lên có thật là cái số tiền đó hay không, tại sao không dám tung lên hợp đồng đó không, từng chút một đêm bào mòn bởi vì mới có câu chuyện ngày hôm nay của chú anh chị, thì bây giờ em sẽ cho cô chú anh chị chúng ta cùng nghe nha, cô bên kia nội bộ lục đục như thế nào nha, coi nè, bởi vì thua ai nghe cô chú anh chị nghe cho cháu gái nói nè, con rồi nó không nói chuyện với con mấy hôm nay gì lại có chuyện xảy ra đó. Thế chị Phương Anh thì con nhắn tin cho chị Phương Anh nhưng mà chị không có trả lời, con nghĩ là chị cũng giận nhưng mà rồi tại vì con lu bu công chuyện quá cho nên là con chưa có nhắn với chị Phương Anh, mà tại vì bây giờ mỗi người một ý, con đứng ở giữa cũng khổ lòng con lắm, nhưng mà ý là con hiểu á, là mọi người rất là lo lắng và yêu thương gia đình, nhưng mà bây giờ con nhiều việc quá con không có giải quyết được một lượt đó con, thiệt sự luôn ý là vậy nè, giận á thì cũng có chị Phương Anh mà cũng nói là cũng có giận con. Dạ. Nhưng mà là cũng lợi thế là cái lúc là tức con là đá con ra khỏi Facebook luôn. Dạ. Là để con không dính vô là giữ chị với Phương Anh, là để cho nó công tâm, để bà nói lên cách công tâm. Dạ. Để không ai nói là bà nghi ngửi gì ở bên con hết, con hiểu không? Dạ con ý hiểu. Ý của Phương Anh là như vậy nhưng mà cô thì bây giờ cô không là người đứng tụi giữa thôi, cái thứ nhất đã rồi nghe khúc này không, đá con ra khỏi cái group. À, chứng tỏ rằng là họ có cái group để mà họ trao đổi, giống cái group mà bọn họ chúng ta thấy đó đúng không, rõ ràng không, họ trao đổi công việc rồi là lên lên tấn công ai, rồi lên chửi bới ai, hay là lên làm cái gì đó, lên báo cáo ai đó, rồi bọn họ có group có người chỉ đạo rõ ràng mà
đúng không, bị phát hiện xong cái bỏ group đó, nay là tiếp tục cái group khác, rồi tính chính này khai đó nè, có chú gì thấy không? Không, mọi người quý vị thấy bên Hồng Loan có không, thật sự nha, bên Hồng Loan á không, mọi người đứng lên nhau là mọi người độc lập hết trơn, không có ai mà dạng như là tạo group tạo riết gì mà lên rồi công kích hay giục bài cho nhau chửi hay làm gì đó, không, tại vì người ta sống là người đàng hoàng, người ta không có dạng như tư lợi, không có dạng như là không có trục lợi trong cái câu chuyện này, nên mình thì nghĩ sao mình nói như vậy thôi, chứ thật sự đâu cần mà phải lên mà tạo group đi tấn công người này người kia, đúng không, bây giờ tự khai thấy không. Thì Phương Anh nói đúng chứ không phải là sai. Ví dụ như khi mà mình đang ở trong một cái nhóm của mình đang để mình tìm những Đó, nghe chưa, đang ở trong cái nhóm của mình, cái cách mà lợi thế cho bên mình, thì khi mình đăng đàn hơn một cái gì đó, hay là mình đăng lên một cái gì đó, là mình phải suy đi nghĩ lại là cái đó có lợi cho mình hay không, hay là nó sẽ có hại cho mình. dạ con nghĩ đúng không? Đó. Đúng. Thì con Kim Cương nó đăng như vậy là nó sai rồi, thì trước tiên là nó sai rồi đúng không? Dạ. Thì giờ như nó xuống, nó làm em thì nó xuống nước đi, nó nhỏ tuổi mà, nó xuống nước cũng được, hay nó nhịn cũng được, hay là nó đã phân tích rồi thì nó cứ im lặng, an ức không cần phải biện bạch, mà nó lên nó chửi con đỉ hay là con này con kia thì nó quá dở. Quá chửi chị Phương Anh đúng hả? Ừ, dở quá. Trời ơi, con này tập bậy vậy. Con đi chửi chị Phương Anh vậy. Rồi cái clip này mà tung lên nữa là thôi rồi, người ta bỏ luôn rồi. Ừ, nó thách đố rồi, nó chửi rồi, nó dở quá. Trời ơi, bà học nóng hết trơn thì tình bậy bạ không, để con nhắn cho chồng đó. Khi cô nghe cái kia á là cô Ủa, không dám. sao ngộ ta, nhắn cho nó không nhắn mà nhắn cho chồng nó chi trời, không lẽ là nói chuyện với chồng người ta. Ồ, cái này hơi phải coi lại nha, cái này phải coi lại nha. Điện, con hiểu không? Cô không có dám, cô không dám đưa cho chị Phương Anh coi. Mà ai nó đưa cho mẹ thôi, cái mẹ tập một người chết chứ sao. Đúng rồi, bây giờ nó đăng tải lên dễ gì mà không thấy, Ai đăng tải lên chỗ đó thì phải thấy thôi. thì chị cũng chặn con Kim Cương rồi, nhưng mà ai nó gọi cái bài đó qua chúng mới đau đầu. Rồi cô vô cô cũng nói trang hồ nào đó, nói cô cũng nói, cô nói là như vậy là em, như em đăng đàn em đăng status như vậy là sai rồi, em gỡ bài đi, chị khuyên em câu chân thành là em gỡ đi đó. Ví dụ như em có oan ức gì em nói là em share bài, nhưng mà khi bây giờ như con thấy thầy như cô cũng share bài gì hết á, bản thân mình thấy bên kia gì đó mình vô mình comment tí xíu thôi rồi mình đi ra, chứ mình cũng không không đăng tải cái gì, bởi vì cái gì nó cũng đã đến đến hồi pháp lý rồi, mình để Đúng cho pháp lý giải quyết luôn chứ mình cũng không xen vô nữa. Còn rồi. như chị Phương Anh là ngay từ đầu cô nói thiệt, từ bây giờ từ cái ngày đầu mà xảy ra sự việc, con thấy có ai đâu, nhà con đơn chiếc chứ có ai đâu Đúng rồi cô, đúng đúng rồi không? cô. Vậy thì Con chị Phương Anh công tác. Còn nhà con đơn chiếc lắm, mà có mẹ, có cô Sáu, quên, có mẹ, có chú Bảy, có thím Bảy, rồi có cô trợ lý, rồi có ông sạc pin, rồi có cô tiên ngáo. Chỗ nhà cô đơn chiếc lắm, nhà Hồng Loan đông rồi. Hồng Loan đúng là đông, tại vì hai vợ chồng với năm đứa con, rồi bùm bùm với Mỹ đó, đông lắm. Trong đây là bạn lớn nhất, Đúng rồi, mình đúng phải rồi, xác định là như vậy. đúng 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 thì đúng rồi, con vẫn nói mà, con rất là mang ơn chị Phương Anh mà. Từ lúc đầu chị Phương Anh đứng lên vì gia đình con là đầu tiên hết luôn, là bả là người đầu tiên hết luôn, cho nên là con nói con rất là mang ơn chị Phương Anh. Nhưng thực tế á, cái nhiều việc quá xảy ra con không có kiểm soát được hết luôn. Con cũng không có, con cũng làm buồn lòng chị Phương Anh, nhưng mà con có nhắn tin cho chị, mong là chị hiểu, mong là chị hiểu cho con trong cái hoàn cảnh này. Đôi khi con còn có gia đình rồi, còn có công việc đủ thứ hết trơn, con không kiểm soát được hết. Cô biết không, tụi nó chửi con không biết luôn á, tại con không có nghe, tại vì nghe tụi nó con chịu không có nổi. Thật sự tụi nó chửi mình sao mình nghe nổi, cho nên là mong là chị Phương Anh sẽ hiểu cho con, là bởi vì con cũng còn có công việc, là còn đó bây giờ con mở quá muốn bò ra, con không có thời gian để làm gì luôn. Tối 9 giờ mấy 10 giờ con ngủ rồi đó cô, sau Cô năm ngủ sáu giờ sớm. sáng là con dậy rồi, năm sáu 9-10 giờ ngủ, 5-6 giờ sáng nha, nó dậy rồi. Ồ, vậy là la là con mệt mỏi lắm, con không có ngủ được gì hết trơn con. sáng là con dậy rồi, xong rồi con bán tới 2-3 giờ chiều, xong rồi bắt đầu lại tiếp tục công việc cho ngày mai, rồi có khi phải 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 phân chia ra. Giống như hôm nay con đi lên công an nè, thì chồng con với mẹ con ở nhà, ngày hôm qua mẹ con với chồng con lên công an thì con phải 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 túc trực ở nhà, cái kiểu vậy á. Cho nên là nó có rất là nhiều cái nó rối lắm,
cho nên là đôi khi không có, nè con nghe cái giọng con đi, con bệnh là con bệnh từ bữa tới giờ chưa hết luôn á. Ừ. Cho nên nhiều khi con không có kiểm soát được hết đó cô. Lúc mà chị Phương Anh bệnh thì con cũng bệnh, lúc đó con bị đau mắt đỏ hết nguyên một nhà luôn, con ngủ ly bì luôn. Cho nên nhiều khi chị Phương Anh chị không biết hết tất cả mọi cái, cho nên chị trách con thì đúng là trách con là cũng đúng, bởi vì là con cũng không có qua lại, không có này nọ nọ kia với chị nhiều, thật sự trách con đó là đúng. Nhưng mà tại vì con cũng có nhiều việc quá, con cũng có giải thích với chị, thì có gì cô nói với chị một tiếng giùm con, nói là con cũng có những cái như vậy á, chứ không phải là con không quan tâm đâu. Mà nhiều khi chị Phương Anh nói bà chửi, cho nên nhiều khi cũng sợ sợ bà chửi má, chửi bà dằn giờ nhá. Nên là với lại cái ai ở bên Mỹ hay bên gì đó gửi 190 đô con kim cương, nó có đưa qua cho con chưa? Dạ chưa. Ủng hộ 100 tô bún bò. Thì bà Phương Anh đã lên tiếng, bên kia người bên kia nói chuyện với Phương Anh, thì Phương Anh mới nói là đi bà, khi bà đi ngơi rồi thì cái chuyện gì bà không nói thì con hiểu đi. Bà mới nói là người ta ủng hộ Hồng Phượng 100 tô bún bò cho từ thiện, đã đưa cho Hồng Phượng chưa, sao không thấy tên người ta lên, đúng không? Thì đã nói cái đó đúng mà. Con chưa thấy, đúng rồi, con chưa thấy Kiên Cương nói. Đã mấy bữa nay rồi, con nghe cô reo, con nghe chưa đó. Không, tiền chê rồi chứ sao chưa, nhận luôn rồi. Mà tại sao lại không có đưa qua cho con mấy bữa nay rồi, chứ bộ tiền bên Mỹ gửi về nhanh lắm con. 15 phút ở bên đây con nhận à. Đó thì cô chú chị đã vừa nghe một cái đoạn ghi âm, em không biết cái người tung thì chắc là cái cô bà đang nói chuyện rồi, không người ta đâu bằng mặt đâu bằng lòng đâu, không bây giờ lục đục xảy ra rồi, giờ người phót nhau chút, thậm chí bị không mà nó cái người tiền người ta gửi về mua bún bò mà cũng chưa đưa cho cô cháu gái này, nó tội nghiệp quá, thương quá. Ngày ngủ có 5-6, quên, ngày ngủ có 8-9 tiếng à, quên 7-8 tiếng à, mà than dữ quá cô chú anh chị. Nó tại ai? Đáng lẽ là bây giờ mình được tất cả mọi thứ đó, hơn Hồng Loan nữa, nhưng mà tại vì cái lòng tham muốn đẩy con ta vào đường cùng. Em nói thật sự, nếu mà cô cháu gái không cư xử một cách mà gọi là khó coi và gọi là trái luân thường đạo lý như vậy á, tới bây giờ cô cháu gái được nhiều hơn, được khán giả yêu thương nè, được mọi người yêu thương, có nghệ sĩ Vũ Linh sẽ yêu thương luôn cái cô cháu gái này. Và chắc chắn rằng á, là những cái người mà người ta có ơn, chú có ơn với những người đó đó, thì họ sẽ giới thiệu show cho ta, đâu để bỏ gia đình đâu, giống như Hồng Loan giờ nè sẽ được hưởng nhiều cái nữa. Nhưng mà vì sao? Vì mình cái lòng tham, mình thấy cái số tiền nó bự quá, nó to lớn quá, mình bay vô mình dành, mình không muốn làm đó, mình muốn dành hết về của mình, rồi mình âm mưu 8-9 năm ra để mà mình cóp đi cái phần tài sản với danh nghĩa là con nuôi con ruột, nó đã gọi là trái với lương thường đạo lý. Mà cái gì đã trái với lương thường đạo lý rồi thì không ai mà chấp nhận được hết đó. Thì nên ngày hôm nay mới gặp cái cảnh này đó. Đó thì đây cũng là những cái nội dung mà ngày hôm nay Tiến muốn gặp nhặt và gửi đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú chị hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em, và xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo. Bye bye.